Mỹ vì yêu cầu YouTube gỡ bỏ video, người đàn ông đến từ bang Nebraska đã đồng ý bồi thường 25.000 đô la Mỹ cho YouTube vì lạm dụng hệ thống gỡ nội dung theo đạo luật DMCA mới. Nạn nhân của Brady là ba streamer nổi tiếng trong Minecraft. Người này đã liên tục yêu cầu YouTube gỡ bỏ nội dung của ba người chơi và tố video vi phạm bản quyền dù đó không phải của mình. Theo quy định của YouTube, nếu liên tục có ba yêu cầu gỡ bỏ nội dung trong thời gian ngắn, tài khoản người dùng bị tố vi phạm có thể bị khóa. Điều này vô tình ảnh hưởng nghiêm trọng tới tài khoản lớn có nhiều nội dung. Brady đã gửi hai yêu cầu gỡ bỏ nội dung tới YouTube, rồi sau đó gửi tin nhắn cho nạn nhân đòi 450 đô la Mỹ để người này không tiếp tục gửi yêu cầu lần bà. Brady thậm chí còn đề nghị giảm giá cho nạn nhân nếu họ trả bằng Bitcoin. YouTube đã kiện Brady ra tòa, người đàn ông này phải bồi thường 25.000 đô la Mỹ với những bằng chứng không thể chối cãi.